Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với xe giả tốt 24 giờ. Trước mắt quý anh chị, đây là dòng xe Kia Sportage, dòng xe thuộc phân khúc crossover hạng C, có hai tùy chọn động cơ cực kỳ ăn khách của nhà Kia. Mà trong video ngày hôm nay, ngày 27 tháng 2 năm 2024, em xin được gửi tới quý anh chị và các bạn các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất về giảm tiền mặt, về tặng phụ kiện, bảo hiểm cạnh tranh nhất. Với Kia Sportage thì sẽ có rất nhiều phiên bản để quý anh chị lựa chọn, bao gồm Sportage 2.0D Signature Ignite, 1.6 Turbo Signature Ignite, 2.0G Signature Ignite, 2.0G Premium và 2.0G Luxury. Trong cùng phân khúc thì Kia Sportage đang cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như là Hyundai Tucson, Honda CR-V, Mazda CX-5 hay là Ford Territory. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết cho anh chị và các bạn thì anh chị đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh chị. Anh chị nhé. Sau đây là chi tiết lăn bánh từng phiên bản. Đầu tiên em xin chia sẻ với anh chị phiên bản Kia Sportage 2.0G Luxury. Bản này đang có mức giá là 799 triệu. Bên em đang hỗ trợ giảm tiền mặt cực sâu kèm phụ kiện cơ bản. Vậy thì để lăn bánh Hà Nội, anh chị cần chuẩn bị cho em là 910 triệu, trả góp là 243 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 893 triệu, trả góp là 226 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh, anh chị cần chuẩn bị cho em là 875 triệu, trả góp là 208 triệu. Tổng lăn bánh trên đã bao gồm các chi phí cứng để anh chị có thể tự đi đăng ký, như là bao gồm tiền lệ phí trước bạ, phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ, phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự và chưa bao gồm chi phí đăng ký chọn gói. Anh chị nào muốn đăng ký chọn gói thì cộng thêm giúp em tiền chi phí dịch vụ. Ok, tiếp theo em xin chia sẻ bản thứ hai, đó là bản Kia Sportage 2.0G Premium. Bản này đang có mức giá là 852 triệu. Hiện tại bên em đang tăng cường ưu đãi giảm sâu tiền mặt. Anh chị vui lòng inbox cho em để em gửi bảng giá lăn bánh chi tiết cho anh chị có thể hình dung chi phí cần chuẩn bị. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại, vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội, anh chị cần chuẩn bị cho em là 962 triệu, trả góp là 254 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 944 triệu, trả góp là 237 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh, anh chị cần chuẩn bị cho em là 931 triệu, trả góp là 219 triệu. Hiện tại cái tổng lăn bánh này của bên em thì vẫn còn linh động khi anh chị gọi điện trực tiếp cho em. Ok, tiếp theo em xin chia sẻ bản thứ 3, đó là bản Kia Sportage 2.0G Signature Ignite. Bản này đang có giá là 919 triệu. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng vô cùng đặc biệt, thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội, anh chị cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 037 triệu. Trả góp là 277 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 019 triệu. Trả góp là 257 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh, anh chị chuẩn bị cho em là 1 tỷ 004 triệu, trả góp là 239 triệu. Quý anh chị cảm thấy phù hợp với mức giá trên thì có thể gọi điện cho em để em gửi bảng tính lăn bánh chi tiết. Ok, tiếp theo em xin chia sẻ với quý anh chị bản thứ tư, đó là bản 1.6 Turbo Signature Ignite. Bản này đang có giá là 1 tỷ 019 triệu với cái chính sách ưu đãi giảm tiền mặt cực sâu kèm quà tặng phụ kiện cơ bản chính hãng của nhà máy. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội, anh chị cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 142 triệu, trả góp là 297 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 122 triệu, trả góp là 277 triệu. Còn anh chị ở tỉnh cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 108 triệu, trả góp là 258 triệu. Với cái chính sách giá bán mới em cập nhật như thế này thì thực sự tổng lăn bánh của nó đang rất là tốt. Bản cuối cùng em xin chia sẻ với quý anh chị là bản Kia Sportage 2.0D Signature Ignite. Với cái chính sách ưu đãi ở thời điểm này thì bên em đang hỗ trợ giảm tiền mặt cực mạnh kèm quà tặng phụ kiện cơ bản chính hãng của nhà máy. Giá xe của nó thì đang là 944 triệu. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại và quà tặng, vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội, anh chị cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 067 triệu, trả góp là 283 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 047 triệu, trả góp là 266 triệu. Còn anh chị ở tỉnh cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 033 triệu, trả góp là 248 triệu.
Vừa rồi em đã chia sẻ rất là chi tiết cụ thể cho anh chị về giá xe, về khuyến mại, về quà tặng và tính tổng lăn bánh của tất cả các phiên bản của dòng xe Kia Sportage ở thời điểm ngày 27 tháng 2 năm 2024. Còn anh chị nào mà muốn có giá tốt hơn, giá cạnh tranh hơn và giá chi tiết thì anh chị vui lòng gọi điện cho em hoặc là nhắn tin cho em ở số điện thoại ở trên màn hình để em gửi cho anh chị bảng giá lăn bánh chi tiết và giá sẽ là cạnh tranh nhất. Còn anh chị nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh chị hãy đăng ký kênh, ủng hộ cho em một lượt like, một lượt chia sẻ. Vì kênh Xe Giá Tốt 24 giờ của em là kênh em chuyên chia sẻ, cập nhật liên tục chính sách giá bán mới nhất. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị vào các video tiếp theo ạ.